Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tàm lại tiếp tục cập nhật một số thông tin xoay quanh câu chuyện của anh họ Hồ vào sáng ngày hôm nay để gửi tới tất cả mọi người. Thì như cái clip ngày hôm qua, Lực Tàm cũng đã thông tin cho tất cả mọi người là đã xuất hiện một bức tâm thư của anh họ Hồ viết để xin lỗi cố ca sĩ Phi Nhung và nói về cái vấn đề tội lỗi của mình gây ra này nọ. Thì đã có cái dấu hiệu ăn năn sám hối để có thể rằng là quay lại phía nhà của cố ca sĩ Phi Nhung và chuộc lại những lỗi lầm của mình. Nhưng qua cái xét duyệt của Lực Tàm, qua cái nhận định của Lực Tàm thì cái bức tâm thư đó chưa chắc là của anh họ Hồ nha mọi người. Và có thể rằng là một người ở trong trang FC họ cũng đã bày ra cái chiêu trò là viết bức tâm thư này nọ để đánh chìm dư luận xuống khi đang còn rất là nóng hổi và đang tấn công vào anh họ Hồ rất là nhiều. Cho nên họ đã nghĩ đến cái vấn đề này để làm cái mục đích xoa dịu đi cho anh họ Hồ được có thể rằng là sẽ không bị chịu áp lực của dư luận nhiều nữa nha mọi người. Đây là chiêu thức của tụi nó. Còn Lực Tàm nói với tất cả mọi người như thế này: nếu như tụi nó đã nghĩ ra được một cái bức tâm thư viết mùi mẫn đến 4 trang A4 như vậy, rất là dài, thì tất cả chúng ta cũng đã biết anh họ Hồ hiện tại bây giờ càng có dấu hiệu sám hối, càng có cái dấu hiệu mà hối lỗi, xin lỗi cố ca sĩ, thì càng chứng minh rằng cố ca sĩ là người trong sạch, cố ca sĩ là một người đầy tình thương bao la và vị tha đối với lại gia đình anh họ Hồ. Và những điều tiếng trước đó là hoàn toàn bị vu oan giá họa và họ vu khống bịa đặt cho cố ca sĩ, đúng không mọi người? Đó là một câu chuyện mà chúng ta phải nói thẳng về vấn đề nó là như vậy. Rồi những cái vấn đề mà anh họ Hồ bây giờ muốn quay về hay không thì đa phần tất cả mọi người cũng đều nhận định rằng cuộc sống mưu sinh rất là khó khăn, đi ra nếu như không có người hỗ trợ, như một người ca sĩ như anh họ Hồ mà không có quản lý, không có công ty, không có người dìu dắt thì không bao giờ có thể phát triển và nổi tiếng được. Đó là cái câu nói của tất cả những người bầu show và những người có danh tiếng trong nghề làng nghệ thuật, họ cũng đã lên tiếng. Họ nói rằng nếu như Hồ Văn Cường mà muốn phát triển trong tương lai, muốn được nổi tiếng thì phải có cái bước đệm, phải có người gọi như là dẫn đường chỉ lối, chứ không đơn thuần rằng là tôi hát hay là tôi được nổi tiếng đâu. Không có cái chuyện đó đâu nha mọi người, rất là khó. Và đặc biệt anh họ Hồ này lại theo cái làn điệu dân ca, cho nên rằng là nó không hợp theo cái xu hướng rất là nhiều. Ấy bây giờ đa phần là nhạc trẻ, nhạc này nhạc kia thì có thể là phát triển rất nhanh, nhưng anh họ Hồ thì lại có cái bản năng hát về nhạc dân ca. Từ khi bể giọng thì đến giờ thì các bầu show cũng như là những người mà trong làng nghệ thuật đó, người ta nhận định rằng là cái giọng hát của anh họ Hồ không còn hay nữa, đúng không ạ? Cho nên là cái tương lai và cái nghệ thuật của anh họ Hồ nó rất là khó khăn trong thời gian sắp tới. Và bây giờ nếu như mà những người nào mà dám can đảm đứng lên nhận anh họ Hồ á, cũng giống như thể là đang trứng treo đầu gậy á, hoặc là có thể rằng là sẽ nhận rất là nhiều điều chỉ trích, cũng có thể rằng là sẽ thành công, sẽ phát triển, nhưng cũng có thể rằng là sẽ nhận rất là nhiều chỉ trích đến từ phía dư luận và xã hội, đúng không ạ? Rất khó cho những người đó. Không ai ngu gì mà bây giờ bu vào một người mà đang bị scandal, đang bị gọi như là những cái vết nhơ nó che lấp những cái này cái nọ, đúng không ạ? Không ai dễ gì mà người ta gọi như là cưu mang anh họ Hồ trong thời buổi hiện tại bây giờ. Các bầu show mà muốn làm cái công việc mà thu thâu tóm các nghệ sĩ ca sĩ thì họ cũng làm để mà mục đích để sinh ra cái lợi nhuận, đúng không ạ? Nhưng mà riêng anh họ Hồ đến hiện tại bây giờ thì họ phải cân nhắc và đắn đo liệu chừng anh họ Hồ về có sinh ra được lợi hay không, hay là nó sẽ làm ra một cái vấn đề gọi như là thiệt hại cho cái công ty đó, thiệt hại cho cái sân khấu, cái bầu show đó. Thì như vậy anh họ Hồ rất khó để có thể là tiếp cận được các bầu show cũng như là sân khấu trong thời gian sắp tới, đúng không mọi người? Còn tình tiết mà tất cả mọi người nói rằng bây giờ tha thứ thì tha thứ để cho anh họ Hồ có thể có cái bước đường đi trong tương lai, thì cái đó là tùy theo cái bản năng, tùy theo cái khả năng của anh họ Hồ. Còn để mà quay về nhà cố ca sĩ thì không ai chấp nhận hết nha mọi người. Tất cả mọi người đều không đồng ý rằng là để cho anh họ Hồ quay lại phía gia đình của cố ca sĩ, đúng không ạ? Và ngày hôm qua cái bức tâm thư đó xuất hiện thì không khác gì đang vả thẳng vào mặt những cái kẻ vu khống bịa đặt, đang nói về cố ca sĩ, đang môi móc cố ca sĩ lên để chửi. Xuất hiện bức tâm thư mùi mẫn như vậy thì anh họ Hồ đã chấp nhận sai, đã sai hết toàn bộ, thì không khác gì những cái người mà trước đó chửi bới cố ca sĩ thì họ đang làm sai và họ vu khống bịa đặt và đang vu oan cho cố ca sĩ, đúng không mọi người? Như vậy là họ có một cái tội lỗi tày trời tày đình. Từ cái bức tâm thư đó chúng ta nhận định được một điều rằng tất cả những cái người trước đó toàn là vụ lợi và trục lợi, lợi dụng vào cái sự nổi tiếng của cố ca sĩ cũng như là anh họ Hồ có cái sự côn đồ xảy ra thì họ bu vào để họ kiếm tiền và họ làm trục lợi bất cứ mọi hình thức, tức là làm để gọi như là bất chấp mọi thứ luôn nha mọi người, không quan tâm đúng sai mà chỉ biết rằng là làm sao để mình có lợi nhuận cao và trục lợi, là họ làm bất chấp
ấy, họ có thể hãm hại và giết đi tất cả những cái gì mà trong gia đình nhà người khác để họ có thể trục lợi cho chính bản thân của mình. Thì như vậy chúng ta cảm thấy cái âm mưu của họ nó rất là ghê rợn. Và mọi người cũng nên hiểu rồi, cái luật mà tà không thể thắng được chánh, các cú họ đã làm những cái vấn đề như vậy, thời gian từ từ nó cũng sẽ chứng minh, nó sẽ lộ dần ra, đúng không mọi người? Nhưng trong cái bức tâm thư đó, chúng ta vẫn chưa khẳng định được điều gì, đúng không ạ? Tại vì sao anh họ Hồ khi mà ngồi với Trang Trần suốt cả mấy tiếng đồng hồ ngồi để giải thích và thanh minh cho anh ấy, thì anh ấy đáp trả một câu rằng là mấy người là cái gì mà mấy người phải bắt tôi phải lên tiếng, mấy người không là cái gì mà bắt tôi phải lên tiếng. Rồi đến khi Trang Trần bật máy quay lên, chỉ cần ú ớ ra một hai lời để nói để bảo vệ cho mẹ của mình thôi, anh họ Hồ không nói được một câu và quyết định không nói nha mọi người. Nhưng đến hiện tại bây giờ xuất hiện sau 43 ngày của cô ca sĩ thì xuất hiện một tập trang giấy dài khoảng 4 trang A4 như vậy mà viết những cái dòng tâm thư như vậy, thì mọi người có thể tin được không ạ? Không bao giờ có cái chuyện mà chúng ta tin. Ở đây có thể rằng là những người quá yêu thương với anh họ Hồ, sợ tương lai mù mịt của anh họ Hồ, cho nên là viết một cái bức tâm thư nặc danh như vậy thôi, đúng không ạ? Còn riêng anh họ Hồ viết bức tâm thư đó, toàn bộ cộng đồng mạng xã hội không ai có thể chấp nhận được nha mọi người. Kể cả anh ấy có viết thật thì cũng không ai có thể tha thứ cho anh ấy được. Bây giờ không phải dùng bằng chữ viết, không phải dùng bằng cái lời nói, mà bây giờ anh họ Hồ phải dùng bằng cái hành động, được chưa? Bằng hành động, tức là muốn ăn năn sám hối thì về quỳ gối lạy trước di ảnh của cô ca sĩ, thắp một nén nhang, cả gia đình ngồi đó mà xin lỗi cô ca sĩ thì may chăng được tha thứ. Cũng có thể rằng là sẽ phát ngôn lên trên mạng xã hội bằng chính cái miệng của mình, đưa lên trên mạng xã hội và tuyên bố với tất cả mọi người rằng là mẹ tôi không phải là người như vậy. Trong suốt quá trình vừa rồi, tôi là người đã tạo ra cái sự việc này và tôi rất là nôn nóng vì tiền bạc này nọ, tôi sợ mất cho nên rằng là tôi đã đứng lên tôi nói như vậy. Còn mẹ tôi không có cái chuyện mà làm xấu, làm ác gì với tôi cả. Tôi là một cái tuổi trẻ bốc đồng cho nên rằng là tôi đã phải làm cái vấn đề này, làm cái vấn đề nọ. Và đến bây giờ tôi cảm thấy tôi đã sai. Và tôi xin lỗi mẹ tôi và tôi xin lỗi tất cả mọi người. Mong mọi người hãy buông tha cho mẹ của tôi, buông tha cho gia đình của mẹ của tôi để có một cái tương lai tốt hơn. Nếu mấy người mà yêu thương tôi thì mấy người hãy dừng ngay lại cái việc công kích mẹ của tôi, tại vì chúng tôi là một đại gia đình. Nếu như mà phải thực lòng mà muốn nói được như vậy thì còn nhiều điều muốn nói nữa. Nhưng cái cốt truyện, cái cốt lõi sâu xa và đơn giản nhất để cho anh họ Hồ phát ngôn ra những cái lời nói là chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, đúng không ạ? Nếu như anh làm được thì có thể rằng là sẽ được sự tha thứ và sẽ nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người hâm mộ. Chứ còn nếu như chưa làm được như vậy, kể cả anh viết hàng ngàn cái bức tâm thư lên thì người ta vẫn cho đó là nặc danh, vẫn cho đó là giả tạo, không bao giờ có cái sự sám hối thực lòng ở trong đó, đúng không cả nhà? Đấy, cho nên rằng là một lần mất tín vạn lần mất tin, đúng không? Không thể nào mà chúng ta có thể tha thứ và nhận định một con người có thể quay đầu là bờ một cách nhanh gọn như vậy được. Người ta nói một câu lật như lật bánh tráng thì anh họ Hồ trước đó cũng đã làm rồi, bây giờ muốn lật một lần nữa hả? Làm sao mà lật được? Người ta chỉ cần một lần thôi bị lừa thôi là người ta đã né tránh rồi, người ta đã không bao giờ người ta bu vào cái câu chuyện này nữa rồi. Chứ đến bây giờ mà còn lại làm lại một lần nữa như vậy, nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là người hâm mộ này, chúng tôi đang bảo vệ thần tượng của chúng tôi này, nhưng chúng tôi có đầu não, chúng tôi có cái sự suy nghĩ và chúng tôi biết đâu là đúng, biết đâu là sai, chứ không phải là mấy người nói ra cái gì có thể lừa lọc được chúng tôi. Đừng có nghĩ chúng tôi ngu như vậy, thấy không? Khôn như mấy người ở quê tôi đầy. Tôi nói thật, đừng có sống như vậy. Mấy người bây giờ tôi cũng chỉ khuyên một lần nữa là những cái người mà đang chửi bới môi móc của ca sĩ á, thì hãy nên nhớ rằng anh họ Hồ bây giờ sống không bằng chết, kể cả gia đình anh họ Hồ lương tâm đang bị giày xéo rất là nhiều, tại vì đã làm quá nhiều cái sự việc tày trời tày đình. Và có thể rằng là hiện tại bây giờ mới nhìn nhận ra một chút xíu thôi, nhưng trong một thời gian ngắn nữa, trong một thời gian nữa họ trải nghiệm cái sự đời nó khó khăn vất vả như thế nào ấy, biết được cái mùi đời nó như thế nào, rồi lúc đó mới biết được rằng là ở với gia đình nhà cố ca sĩ là sướng như thế nào ấy, một cõi thần tiên như thế nào, mà coi đó mình coi đó là một cái động quỷ như vậy, đó quả thật là một cái sai lầm cho cả một cuộc đời với gia đình nhà anh họ Hồ, đúng không ạ? Ấy, còn câu chuyện về cái bà bầu sâu ở bên Mỹ thì tôi cũng nhắc thêm, bà đâu rồi, bà kiện tôi đến đâu rồi, không? Bây giờ anh họ Hồ viết một bức tâm thư, bên nhóm của mấy người viết một bức tâm thư đẫm nước mắt như vậy đó, thì có khác gì đang vả những cái dơ bẩn nhất vào miệng của bà hay không? Bà lên bà bênh vực thần tượng của bà mà bà chửi có ca sĩ, bà nói có ca sĩ sai này sai nọ, thế cái bức tâm thư nó xin lỗi như vậy đó thì bà nghĩ như thế nào? Không, không cần phải biết họ Hồ viết ra, nhưng mà bên fan của bà viết ra thì chứng tỏ một điều rằng là mấy người đang vu oan cho người khác chưa?
Khi người trong cuộc làm cái nhân vật chính là idol của mấy người đã đứng lên khẳng định là tôi đã sai này nọ, và tôi khóc rất là nhiều, đúng không? Trong suy nghĩ của mấy người đang sợ, đúng không? Đang run sợ, đúng không? Mấy người giúp được anh họ Hồ cái gì, mấy người làm đi, không? Sắp đến Tết rồi đó, sắp đến Noel rồi đó, sắp đến đại nhạc hội rồi đó, bà làm nhanh đi, chứ không có là bà vu khống cho người khác á, là chị Phi Nhung về, bà chị Phi Nhung sẽ xử lý bà, và bà có khi là lúc đó anh họ Hồ sẽ qua hát đám ma cho bà đó. Tôi nói cho bà biết như vậy, đúng không? Anh chị em của bà đâu rồi? Liên hệ đến luật sư lập vi bằng clip của tôi chưa? Đưa lên công an để giải quyết này nọ chưa? À, mà sao tôi chờ mãi không thấy vậy? Lúc thì hù xuống nhà tôi, bây giờ lại hù là nhờ luật sư lập vi bằng để kiện, khởi kiện đến pháp luật. Bà làm nhanh đi, làm nhanh đi, tôi đang chờ này, đừng để tôi phải chờ đợi lâu, không? Bà muốn giải quyết, bà tức lắm rồi đúng không? Nhưng mà bà phải giải quyết cho nhanh lên thì mới qua cái cục tức của bà chứ. Tôi biết con người bà là chỉ muốn hơn người ta thì không muốn thua. Và bà đã xuất hiện lên mạng xã hội, bà vu oan giá họa cho gia đình nhà người khác, thì tội lỗi của gia đình nhà bà cũng tay trời tay đình. Chứ ở đó mà bà đi xử lý người khác, đúng không mọi người? Đặt cho bà sơ sơ như vậy thôi. Nếu như bà còn xuất hiện thì tôi còn nói gì về bà nhiều. Nhưng mà bà đã biết sợ, bà biết im mồm rồi á, thì chúng tôi cũng để cho bà rơi vào trong dĩ vãng thôi. Tại vì cái quả báo sẽ đến với bà trong thời gian sắp tới, không cần chúng tôi phải nói nhiều, đúng không? Bà làm sai thì bà phải chịu, gia đình của bà phải chịu, con cháu của bà phải chịu, đúng không? Đến hiện tại như gia đình nhà anh họ Hồ thôi, đến hiện tại bây giờ thì bà nhìn đó, đó là một tấm gương. Những người mà vong ân bội nghĩa, anh cháu đa bát, phản chủ, bất hiếu với cha với mẹ, thì tôi hỏi bà tương lai ở đâu ra mà sáng sủa? Không bao giờ mà ai có thể mà gọi như là giúp đỡ những cái người như vậy, đúng không? Có tiền nhưng mà không có tình á, thì cũng không tồn tại được lâu đâu. Người có tiền phải có tình cảm, phải sống chứa chan mặn nồng với nhau, đúng không? Có tình có tiền đi đôi thì nó mới trở thành cuộc sống lâu dài. Và có tài thì phải có đức thì nó mới mãi mãi giữ được những cái gì tốt đẹp nhất trong con người của mình để bộc lộ ra cho tất cả mọi người. Còn có tài mà mất đức là kẻ vứt đi, câu ông cha ta đã nói rồi, tôi nói cho tất cả mọi người biết là như vậy, đúng không ạ? Đến thời điểm hiện tại bây giờ, anh họ Hồ à, đi đến đâu người ta cũng nghĩ rằng là một thằng bất hiếu, một thằng phản chủ, thì ai có thể đứng lên để mà giúp đỡ cho anh ấy được, nếu như không có người hỗ trợ này nọ, đúng không? Đến một quản lý khác, đến một công ty khác, vừa bước vào trong đó làm thì đòi tiền người ta, sợ người ta giật mất tiền, thì như vậy thì làm sao mà làm được, đúng không? Rồi không ai nuôi ăn nuôi ở cả một gia đình thì liệu chừng có đủ tiền để mà gọi như là sống ở một cái thành phố Hồ Chí Minh đất chật người đông đó hay không? Tôi có một cái câu chuyện mà tôi muốn bàn cho tất cả mọi người là như thế này. Bây giờ số tiền đang còn đó, lo mà về quê mà xây nhà đi kìa, xây nhà xây cửa đi, chứ không có đến khi xài hết tay không trắng tay lại về không luôn. Tức là không còn một cái gì luôn. Ở đây có ca sĩ được một số tiền đó đó, khi mà có ca sĩ nằm xuống thì ôm một cục tiền rất là bự đó. Nhưng mà không lo toan tính toán trước đi, một thời gian nữa tôi nói không còn lấy một đồng một cắc, tại vì sống không có tình cảm. Rồi lúc đó không biết ai sẽ giúp đỡ mấy người nữa đây, đúng không? Lộ hết cái bản chất ra thì ai mà giúp đỡ nữa? Không tốt không đẹp thì không ai ngu gì mà người ta giúp đỡ, đúng không ạ? Giúp cho những kẻ người ta tốt đẹp, chứ không bao giờ giúp cho những người ăn cháo đá bát phản chủ. Cho nên là số tiền đó mấy người lo mà nhờ một người nào đó trợ giúp để mà lên cái phương án về quê mà xây nhà. Có thể rằng là xây cái nhà cấp 4 hay này nọ để mà ở đi, có chỗ trú thân đi. Chứ người ta giúp mình cũng được một thời gian ngắn, mà cái bản chất con người, gia đình mình lộ ra như vậy thì người ta không bao giờ người ta cư mang được lâu. Rồi lúc đó lấy nhà đâu mà ở, đúng không ạ? Rồi về cái quê mua lấy 1.000 con vịt đó, nếu như anh họ Hồ mà không đi hát được thì cho anh đi chăn. Đó là một cái tương lai rộng mở đó, không phải đi hát đám cưới đám ma để mà xin tiền về nuôi cha nuôi mẹ và nuôi anh chị em nữa đâu. Đó phải tính trước đi như vậy, chắc từ từ. Tôi nói cái cuộc sống mà cứ cái kiểu như vậy á, bon chen mà sợ người khác ăn dịch rồi vu khống địa đặt rồi ba trời ba trận, gọi như là có cái dấu hiệu này nọ như vậy á, thì không bao giờ mà có thể tồn tại được lâu. Rồi không trước thì sau nó cũng quay trở lại cái vị trí cũ, rồi lúc đó khóc cũng không ai gọi như là đứng ra để mà giúp đỡ đâu. Đó là cái luật nhân quả, cái luật quả báo, cái luật bù trừ đó, lúc nào nó cũng có sự công bằng ở trong đây hết. Còn có ca sĩ, thực sự có ca sĩ đã ra đi và chị ấy đang còn được ở bên Đức Phật, đã bán sanh lên mình cực lạc rồi, thì mấy người nói cái gì thì chị ấy cũng chẳng nghe được đâu. Nhưng mà chắc cú rằng là Đức Phật, những người mà bên cạnh có ca sĩ, họ sẽ không buông tha cho mấy người. Tại vì cái luật của nó rất là nghiêm minh, cái luật nhân quả nó rất là nghiêm, và nó hiện hành ngay trước mắt thôi, chứ nó không có lâu đâu. Chắc cú là như vậy. Cho nên là mọi người hãy
nghĩ lại một điều rằng nếu như mà binh vực thần tượng của mình thì phải chỉ cho thần tượng của mình đi đúng đường, đúng lối. Đừng có ở mà gọi như là a vua nịnh bợ để tâng bốc người thần tượng của mình lên để cho thần tượng của mình nở cái lỗ mũi ra, tự ti tự hào nói rằng là tôi là nhất, tôi là ông hoàng, tôi là ông vua, khi có rất là nhiều người đang hỗ trợ tôi. Đó là đẩy thần tượng của mấy người xuống vực thẳm. Còn nên nhớ rằng bên fan của ca sĩ bên chúng tôi đây là những người luôn luôn đứng lên để nói những cái tiếng nói công tâm, bảo vệ cho gia đình cố ca sĩ, trong đó có cả anh họ Hồ và gia đình anh họ Hồ. Họ sai chúng ta phải lên tiếng để cho họ biết được cái sai để họ sửa chữa. Như vậy thì họ mới có cái cuộc sống tốt đẹp được. Còn họ sai mà chúng ta cứ đôn cho họ đi theo con đường sai thì lao đò xuống vực thẳm, cái đó là cái câu chuyện quá bình thường rồi đúng không ạ? Đâm lao thì phải theo lao thôi. Nếu như chúng ta đi theo con đường đúng thì cái lao đó nó sẽ đi vào một cái vị trí đạt tiêu chuẩn nhất. Còn nếu như chúng ta đi vào một cái đường sai thì cái lao đó có phải là nó lao đi mất hút luôn, nó không bao giờ nó quay trở lại được không ạ? Nó không đúng mục tiêu, mục đích và nó sẽ quay ngược lại để nó hãm hại chúng ta không ạ? Đó, cho nên tôi rất mong tất cả những người bên đó chửi người quá cố là một cái sai. Tôi không biết người quá cố có sai trái cái gì, nhưng quải tử là quải tình. Khi họ đã mất rồi thì chắc cố rằng là tất cả những cái gì đã cuốn theo về các bụi rồi. Nhưng mấy người không tha, mấy người vẫn lôi người quá cố lên để mấy người chửi. Như vậy có phải mấy người đang là giống như thể những con kền kền, những con linh cổ đang đói mồi để ăn xác chết hay không? Đó là tôi nói cho tất cả mọi người biết một cái, chỉ cần một cái chi tiết đơn giản như vậy thôi là mấy người đã sai lầm và sai trái như thế nào rồi, đúng không? Còn người đã sống thì từ từ đó rồi chúng ta sẽ nhìn thấy được họ tốt hay là họ xấu, thời gian nó sẽ chứng minh tất cả. Thì sáng ngày hôm nay Lực Tàng cung cấp thông tin đến đây thôi ạ. Có những thông tin gì trong ngày thì Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật để gửi tới tất cả mọi người trong những cái bản tin tiếp theo. Rất mong mọi người ủng hộ bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn vào quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất đến từ Lực Tàng TV ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.